Cái kèo này á là lấy máy mới ra bán máy cũ cho cô chú anh chị luôn nè. Đó, đủ đẹp 400% chưa quý vị. Đây là cái con Dell 7430 nè, anh chị biết không? Vân cao bền nha. Cái dòng này thì em phải nói là cực kỳ trâu bò luôn. Mà em nói Latitude là nó dòng cao cấp của Dell nha, nó cao hơn Dell Inspiron, cao hơn Dell Vostro. Đấy, nó chỉ thua thằng XPS thôi. Dell Latitude này thì cái mẫu máy quốc dân của doanh nghiệp rồi. Doanh nghiệp nào khi mà nhắc đến á, mua máy cho nhân viên sử dụng thì đều nghĩ đến Latitude. Tiết kiệm anh chị. Thứ nhất á, là cái giá trị của nó không có quá cao nhưng mà nó bền, thì thành ra mình sẽ tiết kiệm được thời gian, sau này mình không có bị lỗi vặt nào kia đem đi bảo hành đó, là kiểu vậy. Rồi nữa là mình dùng được lâu năm mới phải thay thế lại đó. Thì cái dòng này em nói với anh chị là nó toàn diện lắm, mẫu mã thì đẹp nè. À, Vân thì carbon nè, con này là Core i7 ha, thế hệ 12 1265U, RAM 16, ổ cứng 256 GB, ổ cứng anh chị nâng cấp thoải mái, vỏ Vân carbon đầy đủ option luôn. Cam IR nè, ấy cảm ứng như nữa nha anh chị, cảm ứng nữa nha. Như con i5 này nó không có cảm ứng nè, con này thì là 14 triệu, 14 triệu đầy đủ option ha, IR vân tay đầy đủ, không cảm ứng thôi. i5 16 256, còn có con này là Core i7 nè, đó Core i7 thì giá nó là 15 triệu chín, màn chống chói, anh chị dùng ở trong mọi điều kiện ánh sáng luôn, vẫn sử dụng một cách rất là mượt mà. Phím Latitude gõ sướng lắm anh chị. Latitude nó là một cái thằng mạnh, 9-10 với thằng Thanh Bá anh chị nói về phím. Cái thằng này em nói phím gõ cực đã luôn đó, anh chị nghe anh nhìn nè, êm ru luôn mà mượt ha, gõ rất nịnh tay, trải nghiệm đi. Em Cường nói không có trật được, những cái gì em Cường mà nói mà trật anh chị cứ ra để chửi mặt, thẳng mặt em Cường đó. 15 của chính thôi, đủ đẹp 400% chưa, anh chị nhìn cái chân sạc là đủ biết nó đẹp cỡ nào rồi. Đây anh chị nhìn chân sạc này mới cáo cạnh luôn, nó có thêm LTE nữa, trời ơi quên review cái chuyện này là thiệt anh chị thấy không, review mà còn quên option nữa, nhiều quá, nhiều option quá. Cổng sạc rồi anh chị thấy không, mới len ken xà beng luôn. Một chiếc máy ở trong tình trạng em nói là máy mới làm sao để nó y chang như vậy đó, mà em Cường đang bán tình trạng là line new nha, chứ không phải là outlet outlet cái gì hết đó. Những cái shop khác mà cầm những con máy này thì họ outlet liền luôn, nhưng mà em Cường nhập về là nó không phải outlet, em nhập về là line new như mới. Ok, dealer họ nói như vậy và không có hộp outlet kèm theo, thì em Cường sẽ bán cho anh chị là mức giá line new đấy. Cũng đủ lời rồi anh chị, chứ mình không cần phải mà tăng cái giá trị cái gì cho nó nữa hết. Đặc biệt những cái con máy này là phải đủ tiêu chuẩn 4-5% của em Cường, không dinh chính hãng em Cường tặng máy ha. Bảo hành là 12 tháng nha, lúc trước á, em bảo hành chỉ có 6 tháng cho phiên bản 2 không à, con này 2022 2023 bảo hành 12 tháng đúng rồi đó, 2021 là đã bảo hành 12 tháng rồi, nhưng mà lúc trước á, 2021 em Cường bảo hành 6 tháng thôi, bây giờ em mới tăng lên 12 tháng, nói để cho anh chị biết là mình muốn tăng cái thời hạn bảo hành lên để đảm bảo cho khách hàng mình sử dụng một cái máy á, mà ví dụ nó có rủi ro thì em Cường sẽ là người chịu trách nhiệm về cái việc đó chứ không phải là anh chị. Mà nó phải có giới hạn nha, ví dụ 12 tháng thôi chứ không thể mãi mãi được. Giống như cách đây vài hôm này có chị Tuyết á, là chị mua em một cái máy Dell XPS mà lúc trước em bán 2023 á, thì là cái thời điểm đó em bảo hành 6 tháng cho máy 2021 thôi, thì chị xài đã được 11 tháng, có nghĩa là hết bảo hành 5 tháng của em rồi. Thì bây giờ cái máy nó bị lỗi main mà em đã đi fix rồi, main nó đã bị vô CPU không fix được, bây giờ mình phải đặt main. Anh chị biết một cái main Dell của XPS á, mà cái dòng đó là dòng i7 thế hệ 11 á, mà RAM 16 hay 32 vậy em không nhớ, nhưng mà phí á, mà đặt mà ship nọ kia luôn á, là 8 triệu rưỡi, em chỉ tính chị 6 triệu thôi, có nghĩa là em hỗ trợ 2 triệu rưỡi. Vậy á, mà cũng hả, nói em Cường cũng nói tới nói luôn em Cường dữ lắm, nói là em Cường là không có trách nhiệm rồi bán hàng nọ kia kiểu kiểu mà trách móc mình đó. Thật ra em nói là cái gì mà không có rủi ro, nhưng em Cường nếu mà biết cái máy đó có rủi ro em Cường không có nhập và cũng không có đem đến cho khách hàng của em đâu, đúng không? Mình biết rồi tội gì, nhưng mà thật ra em không biết, em chỉ cam kết với cô chú anh chị là một cái máy em Cường đem đến cho cô chú anh chị nó là zin nguyên bản ha, và ngoại hình là đẹp keng giống y như anh chị cầm làm sao, thì chính xác hãng sản xuất ra như vậy, không bong má, không can thiệp bất kỳ cái điều gì, không sân phết, không spa gì hết nha. Mình chỉ cam kết được như thế thôi, và bây giờ hồi xưa là bảo hành 6 tháng, bây giờ em sẽ tăng lên 12 tháng rồi đó, thì để có những cái trường hợp như thế em Cường cũng cảm thấy là mình không bị áy náy chứ. Để khách hàng thì nói chung rủi ro em nói thì nó phải có thôi, nhiều khi cứ vợ gả chồng còn có rủi ro nữa, mà nó chi mua cái máy sử dụng 11 12 tháng là lỗi là bình thường, nó không có cái vấn đề gì mà phải là nặng lời với nhau cả. Mình nói như vậy không phải là trách chị, em cũng thông cảm cho cái cách nghĩ của chị, là mình cũng xót chứ, như em cũng xót vậy đó, nhưng mà thôi thì mỗi người một ít thôi, chứ bây giờ nếu mà bây giờ bắt em Cường chịu toàn bộ thì nó kỳ lắm, tại vì mình bảo hành 6 tháng bây giờ máy đã dùng được 11 tháng rồi đúng không. Và em cũng nói chị là cứ đi tham khảo đó, coi bên nào mà cái giá không tốt bằng em thì cứ quay lại, chứ em không nhất thiết báo là anh chị phải 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 làm liền ở bên em đó. Một khi mà mình đã báo như vậy là lúc nào mình đã hỗ trợ hết mình rồi thôi. Bây giờ quay lại cái câu chuyện này đi đó, một con máy này, anh thấy thơm 13 inch thôi, rất là nhỏ nhẹ ha, anh chị nào mà hay di chuyển nào kia thì sử dụng con máy này quá ngon, đặc biệt bền ha. Dell Latitude dòng này thì em phải nói là siêu bền luôn chứ không phải bền, anh chị xài cho em Cường một chục năm là không nhúc nhích đó, xoay gập được 90 độ luôn nè.
180 độ chứ, để cho người làm việc đối diện người ta nhìn dữ liệu rồi nó kia nó thoải mái hơn. Rồi bảo hành 12 tháng cho những cái máy này ha, và 30 ngày đầu lỗi bất kỳ cái điều gì em Cường sẽ đổi lại một cái khác cho anh chị. Trong vòng mà nếu mà không có máy á, thì anh chị đợi 2-3 hôm mà không có nữa thì em sẽ hoàn tiền, thế thôi. Ok, em cảm ơn ha, và cũng hy vọng là anh chị phải thông cảm cho em Cường, thực sự là phải thông cảm cho nhau. Rồi một lần nữa em Cường xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.